Mời gọi đầu tư tài chính online là chiêu trò lừa đảo không mới trên không gian mạng. Nhưng gần đây không ít nạn nhân ở tỉnh Đắk Lắk vẫn bị sập bẫy. Hiện có 44 người đã đến cơ quan công an trình báo bị lừa đảo chiếm đoạt với tổng số tiền hơn 64 tỷ đồng. Và sáng nay thì Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản để tiếp tục điều tra làm rõ. Thời gian gần đây, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk liên tiếp nhận được đơn trình báo của các nạn nhân về việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức đầu tư tài chính trên mạng xã hội. Theo đó, thông qua mạng xã hội Facebook, Zalo, Telegram, các đối tượng chưa rõ nhân thân, lai lịch đã kết bạn và mời gọi nhiều người tham gia đầu tư tài chính online. Ban đầu, các bị hại làm theo hướng dẫn, thử đầu tư số tiền ít thì thấy có sinh lời và rút tiền về được. Sau đó, các đối tượng mời gọi bị hại đầu tư số tiền lớn hơn và nhận được thông báo sinh lời số tiền lớn, nhưng khi rút tiền thì không được. Lúc này, các đối tượng đưa ra nhiều lý do khác nhau, yêu cầu bị hại nộp thêm tiền để được nhận toàn bộ tiền gốc và lãi. Tuy nhiên, khi bị hại làm theo thì bị chiếm đoạt toàn bộ số tiền đã nộp. Tôi thấy bên trong tin quảng cáo ở trên mạng Facebook đó, có nội dung là không có ai phá sản với 300.000 đồng hết. Nhưng với 300.000 đồng, bạn có thể đầu tư và kiếm được vài trăm ngàn mỗi ngày. Cho nên tôi muốn đi vào đó, tôi đầu tư thử 300.000 đồng, coi như là để mình học tập. Sau khi tôi đầu tư 300.000 thì tôi đã rút ra về được tài khoản của mình là 500.000 đồng. Sau một thời gian tham gia thì thầy có một cái gói là gọi là khuyến mãi. Bao nhiêu năm mới có được một cái chương trình hay ho như vậy. Cho nên kêu gọi mọi người là đầu tư. Đầu tư thì chắc chắn sẽ thành công. Nên tôi đã tham gia cái gói đầu tư là 100 triệu đồng. Với khả năng mà nếu như thành công thì sẽ được khoảng 4,8 tỷ. Còn nếu như mà không thành công thì tôi sẽ được hoàn lại vốn, mà không có mất đồng nào hết. Nên tôi đã vào 100 triệu để tham gia. Nên từ đó là mê muội và tin tưởng. Chuyển sau khi mà trong một ngày là chuyển bao nhiêu lệnh là có bao nhiêu tiền là gom góp để chuyển hết. Tổng cộng là 1,1 tỷ đồng. Theo Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk, từ năm 2020 đến cuối năm 2023, thông qua mạng xã hội, các đối tượng đã dụ dỗ 44 người trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đầu tư tài chính online rồi chiếm đoạt hơn 64 tỷ đồng. Lúc đầu thì người dân đầu tư số tiền ít từ 1 triệu đến 2-30 triệu thì rút được về 2-3 triệu thì thấy lợi nhuận nhiều quá. Sau đó là đầu tư nhiều hơn thì các đối tượng là đưa ra những cái lý do để người dân là không rút tiền về được, như là đóng tiền thu nhập cá nhân rồi đóng cái phí dịch vụ, từ đó là chiếm đoạt tài sản của người dân. Qua đây là cơ quan điều tra cũng cảnh báo với người dân, khi lên mạng xã hội có đối tượng yêu cầu đầu tư tài chính rồi làm việc tại nhà rồi các vấn đề khác liên quan tới tài sản thì người dân phải tìm hiểu kỹ trước khi đầu tư. Nếu mà không rõ ràng thì các đối tượng sẽ lợi dụng lòng tin để chiếm đoạt tài sản. Qua những vụ việc trên, người dân cần nâng cao cảnh giác trước những lời mời gọi đầu tư tài chính sinh lợi nhuận cao trên mạng xã hội để tránh tiền mất tật mang.